Chào các bạn đến với kênh út 7 món ăn bài thuốc. Mời các bạn cùng tìm hiểu giá trị dinh dưỡng trong quả đu đủ nhé. Quả đu đủ không chỉ là một loại quả nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, đu đủ còn là một phương thuốc rất quý giúp bạn có một sức khỏe tốt. Đu đủ luôn là một là loại trái cây khoái khẩu của mọi người. Chỉ nghe cái tên thôi cũng đã rất hấp dẫn, vì trong đu đủ chứa đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đu đủ chín chứa khoảng 70% nước, 13% đường, không có tinh bột, có nhiều carotenoid, axit hữu cơ, vitamin A, B, C, protein. 0,9% chất béo, cellulose, 0,5% canxi, phospho, magie, sắt, thiamin, riboflavin. Thành phần dinh dưỡng, lượng beta carotene trong đu đủ có nhiều hơn trong các rau quả khác. Beta carotene là một tiền chất của vitamin A, vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin A. Đây là một loại vi chất dinh dưỡng có vai trò là chống oxy hóa mạnh giúp chống lại một số căn bệnh ung thư, chống khô mắt, khô da và có tác dụng nhuận tràng. Trong 100 gram đu đủ chín chứa 2.100 mcg beta carotene. Ngoài ra trong đu đủ còn chứa nhiều vitamin. Như vitamin A và vitamin C, trong 100 g đu đủ có 74 đến 80 mg vitamin C cung cấp cho các tế. Bảo giúp cơ thể khỏe. Đu đủ còn có các vitamin B1, B2, các axit gây men và khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt và kẽm. Ăn đu đủ thường xuyên có tác dụng bổ máu, giúp hồi phục gan ở người bị sốt rét. Do có nhiều chất C và caroten nên đu đủ có tác dụng chống oxy hóa, tăng sức đề kháng rất hiệu quả. Bảo vệ sức khỏe với đu đủ. Không những có giá trị dinh dưỡng cao, đu đủ còn khiến bạn bất ngờ với tác dụng bảo vệ sức khỏe rất tốt. Dưới đây là một số công dụng của loại quả này một Có một trái tim khỏe mạnh Quả đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, E và A, nên nó có thể ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol, hạn chế các mảng bám vào thành mạch máu, gây tắc nghẽn mạch và làm máu không lưu thông được nên nó rất tốt cho những ai có nguy cơ bị sơ vữa động mạch. Đu đủ còn giàu chất xơ nên có thể làm giảm mỡ máu, hạn chế nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Vitamin E và C có trong đu đủ có thể kết hợp để tạo thành enzyme ức chế quá trình oxy hóa tạo ra các cholesterol xấu, điều này rất tốt cho hệ tim mạch của chúng ta. 2. Giúp hệ tiêu hóa thêm khỏe mạnh. Trong quả đu đủ chứa rất nhiều chất xơ, vì thế thường xuyên ăn đu đủ có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa, chống táo bón và có khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư ruột kết. Ngoài ra, các dưỡng chất có trong đu đủ như ferlet, vitamin C, beta carotene Vitamin E cũng có khả năng giảm thiểu bệnh ung thư ruột kết. Vì vậy, tăng cường ăn đu đủ là cách đơn giản giúp bạn bảo vệ hệ tiêu hóa của mình. 3. Tăng cường sức đề kháng và chống viêm nhiễm. Với một lượng lớn vitamin C và A có trong đu đủ có thể giúp hệ miễn dịch trong cơ thể bạn hoạt động tốt hơn. Nếu ăn đu đủ hàng ngày lượng vừa đủ, bạn có thể giảm thiểu việc mắc các bệnh của hệ miễn dịch như cảm, cúm, viêm tai. Vitamin C E và beta carotene có trong đu đủ cũng có thể giúp cơ thể phòng tránh khỏi hiện tượng viêm nhiễm để bạn khỏe mạnh hơn. Khả năng kháng viêm của đu đủ được phát huy tốt hơn nhờ hai hợp chất papen và chimoperpen có trong nó. Đây được coi là hai loại enzyme tiêu hóa protein hiệu quả, có tác dụng làm giảm quá trình viêm nhiễm và làm lành các chấn thương. 4. Làm đẹp hơn cho vòng 1 Đu đủ có chứa chất enzyme chính là tác nhân giúp, đổi núi, nở nang. Hơn nữa, Hàm lượng lớn vitamin A trong đu đủ sẽ giúp cơ thể tổng hợp các hợp chất có tác dụng làm săn chắc và ngực nở nang. Thường xuyên ăn đu đủ xanh sẽ tăng số đo vòng một đáng kể. 5. Giúp giảm cân hiệu quả Đu đủ là loại trái cây tuy ngọt nhưng một 100 gram đu đủ chỉ chứa không đầy 32 kcal nên việc ăn đu đủ không làm bạn bị tăng cân như các loại trái cây nhiều đường khác. Tuy giảm béo bằng đu đủ rất tốt nhưng bạn cũng không nên ăn quá nhiều vì chúng sẽ khiến bạn vàng da bạn hãy ăn hàng ngày nhưng nên nhớ chỉ với số lượng vừa đủ. 6. Thuốc tránh thai tự nhiên không tác dụng phụ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học đã tìm thấy chất papen có nhiều trong nhựa đu đủ xanh có khả năng ngăn cản quá trình thụ thai ở phụ nữ, ức chế hormone progesterone và làm ngăn cản quá trình thụ thai. Không có tác dụng phụ. 7. Đu đủ làm đẹp da. Đu đủ rất giàu enzyme tự nhiên, dễ dàng thấm sâu vào làn da giúp đẹp da, mau lành các tổn thương trên da đu đủ cũng có tác dụng tẩy tế bào da chết, hồi phục sự tươi trẻ cho làn da. Bạn có thể trộn đu đủ xay với một thìa dầu aloe vera và massage khắp cơ thể. Nên thực hiện đều đặn mỗi tháng một lần để tái tạo làn da. Chú ý! Đặc tính tẩy tế bào chết ở đu đủ rất mạnh nên tránh dùng đu đủ trên các vùng nhạy cảm như vùng mắt, da non. Một số lưu ý. Một, không nên ăn hạt đu đủ bởi trong hạt đu đủ có chứa chất độc gọi là capin với một số lượng lớn capin sẽ làm bạn bị rối loạn mạch đập và làm suy nhược hệ thống thần kinh. 2. Không ăn nhiều đu đủ chín hàng ngày trong thời gian dài vì sẽ khiến phần da lòng bàn tay, bàn chân bị vàng. Hiện tượng này hết sau một thời gian ngừng ăn. 3. Loại quả này giàu đường nên cũng không dùng nhiều cho người đường huyết cao. 4. Đu đủ chín có tính nhuận tràng, nên kiêm với những trường hợp đang đi ngoài hay đang uống các thuốc nhuận tẩy của Đông Tây Y. 5. Ăn đu đủ nên hạn chế dùng lạnh vì bản thân đu đủ có tính hàn, người bị sỏi mật hạn chế ăn đu đủ lạnh buổi tối với số lượng nhiều sẽ làm lạnh bụng, nếu bị trường hợp trên bạn uống ly nước gừng ấm bạn nhé.